kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu tại 3 khách sạn 5 sao. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại 2 khách sạn. Tại thời điểm kiểm tra, chế độ vệ sinh khu bếp bánh của khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà không đạt yêu cầu. Cụ thể, các dụng cụ như bàn inox, khay, máy làm bánh, giá kệ đều bám bụi lâu ngày do không được vệ sinh thường xuyên. Ngoài ra, các loại gia vị được san chiết ra những hộp riêng lẻ nhưng không ghi nhãn mác và hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện có loại gia vị đã hết hạn sử dụng. Bên cạnh đó, khách sạn không cung cấp được hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của phẩm màu cho vào sản xuất bánh, trong đó có phẩm màu đã hết hạn sử dụng. Tiếp đến, kiểm tra kho lạnh bảo quản thực phẩm, đoàn kiểm tra cũng phát hiện thực phẩm sống và chín được sắp xếp lẫn lộn, không phân loại và bảo quản riêng biệt theo đúng quy định. Đặc biệt, trong khu bếp chế biến món salad, bàn inox để bày thực phẩm còn bám bụi bẩn, hoa quả chưa rửa sạch vỏ bên ngoài. Tương tự, qua kiểm tra khu bếp của khách sạn Pullman cho thấy, cơ sở vật chất đã xuống cấp và sắp xếp lộn xộn không bảo đảm quy trình một chiều. Thậm chí, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số thực phẩm đưa vào chế biến như xúc xích, gan, ngỗng, thịt, cá đã hết hạn sử dụng. Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, khu vực sản xuất bánh của khách sạn Pullman, các khay đựng bánh không được vệ sinh thường xuyên. Thực phẩm chín không được bảo quản đúng theo quy định. Mặt khác, khi chế biến thực phẩm, nhân viên cũng không tuân thủ việc đeo khẩu trang. Đoàn kiểm tra đánh giá, ý thức và kiến thức về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của nhân viên ở đây chưa cao.